Đường tài vận mở rộng, tình yêu đẹp như tranh vẽ. Đây là tốt những con giáp may mắn cả tình lẫn tiền, sự nghiệp thăng tiến trong ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch ngày át hợi. Nếu cầm tinh những con giáp này thì các bạn hãy ăn mừng ngay từ bây giờ đi là vừa. Trong ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch sẽ đem đến cơ hội làm giàu cho những con giáp này. Trong ngày hôm nay thì các bạn sẽ có những cái ý tưởng kinh doanh đột phá nếu biết cách thực hiện hóa những ý tưởng ấy thì chẳng mấy chốc mà tiền bạc đổ đầy về túi. Còn với những người đi làm hưởng lương thì con giáp này cũng sẽ nhận được cái sự tin tưởng từ cấp trên, đem đến cho các bạn những cái cơ hội tăng chức, thăng lương. Về khía cạnh tình cảm, à, các bạn cũng sẽ bất ngờ nhận được những lời tỏ tình, cái sự quan tâm, chăm sóc từ những người khác giới, khiến cho các bạn cảm thấy vô cùng là hạnh phúc. Và con giáp này hãy hoan hỉ đón nhận cái vận may. À, các con giáp này hãy hoan hỉ đón nhận vận may trong ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch năm 2024. Đó chính là những tuổi sau đây. À, quý vị đã biết ý, ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch đó là ngày ất hợi. Cục diện đầu tiên chúng ta có là gì? Dần hợi là lục hợp. Vậy nên những người tuổi dần sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. À, thưa quý vị, à, những người tuổi dần có cục diện lục hợp nó nâng đỡ. Nên là những người tuổi tuổi dần ý, sống khá là tình cảm biết cách chăm lo cho gia đình dù bên ngoài là con giáp khó gần đến đâu ấy, thì khi về nhà các bạn vẫn là những người chu toàn yêu thương con cái hôm nay không ai có thể trách được các bạn về cái cách sống bên cạnh đó uh, trong thời gian này thì với nhiều cái dự định những cái kế hoạch đang ấp ủ mà các bạn có thể đón nhận một vài cái tín hiệu vui đó đó là cũng là cái kết quả sau bao ngày nỗ lực phấn đấu trong suốt thời gian dài vừa qua quý vị cũng đừng quên chia sẻ cái điều đó với mọi người thêm nữa lại được các tinh nó hỗ trợ lại lại được cục diện lục hợp nó ủng hộ nữa nên là trong thời gian này thì những người tuổi những người tuổi dần ấy nói chung là cũng khá có lọc lá nhiều cái cơ hội để thu hút tiền bạc về mình nhiều người làm ăn thì có lợi nói chung những cái số đơn hàng nó tăng lên đáng kể trong thời gian này bên cạnh đó trong ngày hôm nay thì tình hình tài chính của những người tuổi dần cũng không có gì đáng phải lo lắng hay là nghĩ ngợi khi mà các bạn sống rất là tiết kiệm dù mua sắm gì thì các bạn cũng cân nhắc căn cư, căn cư mọi thứ thật gì rõ ràng kỹ lưỡng luôn suy nghĩ trước sau và có thể nói khả năng quản lý tài chính của những người tuổi dần trong thời gian này cũng được cải thiện rõ rệt khi mà các bạn không còn ham mê mua sắm như trước đây nữa à, thêm nữa cái cục diện lục hợp được ghé thăm nhờ thế mà bản mệnh có khả năng thấu hiểu thấu cảm À, các bạn không cần phải dùng cái uy lực nhưng mà người khác vẫn phải kính nể và tôn trọng à, nói chung ấy nhiều vận hạn của các bạn vì thế mà cũng được đẩy lùi xa mang lại cho các bạn một ngày mới là hay thông thuận lợi à, đường tài lộc cũng được cục diện là hợi thủy sinh cho dần mộc vậy nên ấy là không có gì là phải suy nghĩ khi mà gì các bạn lúc nào cũng dư giả về mặt tiền bạc chỉ cần điều chỉnh thêm một chút thì cũng không có gì phải đáng lo lắng cả và hôm nay thì quý vị nên thả lòng mình một chút đừng để những cái chuỗi ngày vất vả đừng để công việc nó ám lên mình đấy vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân à, vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi dần đó là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày mùng 3 tháng 2 ngày hợi thì không ai khác đó chính là những người tuổi mùi à, những người tuổi mùi được cục diện là hợi mão mùi là tam hợp nói chung ấy hơn nữa trong ngày hôm nay thì những người tuổi mùi lại gặp cái vận thiên tài nên là gì may mắn nó có ùn ùn kéo đến một số người sẽ may mắn được bốc thăm trúng thưởng đi ra đường thì dễ nhận được tiền có người còn may mắn hơn là có cơ hội trúng số đổi đời hàng trăm tỷ cầm tay một số người cũng may mắn không kém thì được người thân được bạn bè được người thân nhà mình ấy, trao cho những cái tài sản có giá trị lớn đó và đây cũng là một cái niềm vui cực lớn mà không phải ai cũng có xin được chúc mừng những người tuổi mùi nói chung trong ngày hôm nay thì quý vị đôi khi cũng nên an phận thủ thường một chút thì dễ được bình an. Còn nếu mà quý vị mà cứ gì thể hiện cái bản lĩnh của mình ấy hoặc là gì cứ kênh kiệu ấy thì dễ gặp những sóng gió. Và nói chung ấy trong thời gian này ngày hôm nay thì cũng có thưởng có phạt để có thưởng nóng. À, một số người được tăng lương nhưng mà cũng gì hơi vất vả một chút. Nói chung ấy làm gì thì cũng phải bỏ công bỏ sức của mình ra. À, tuy nhiên à, quý vị cũng sẽ thu được những lợi nhuận đáng kể. À, thưa quý vị nói chung trong cái ngày hôm nay ngày mùng 3 tháng 2 ngày ất hợi này thì những người tuổi mùi ấy, cũng đang có những cái lợi thế rất là lớn trong cái ngày hôm nay nhờ có sự hậu thuẫn của nhiều cái cát tinh để chiếu mệnh thì đây cũng là một cái ngày mà sự dứt khoát mạnh mẽ sẽ mang đến nhiều may mắn cho những người tuổi mùi à, công việc thì có khá nhiều cái chuyển biến tích cực chẳng những mọi sự nỗ lực của các bạn đều được đền đáp một cách xứng đáng làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu mà còn có cơ hội chinh phục đến những cái nấc thang quan trọng. hầu hết những khó khăn trước đây thì đều được tháo gỡ nên là quan sát này cũng sẽ nhanh chóng tìm ra cái giải pháp thay thế cho những cái sai sót trước đây. À, tuy nhiên à, thuận lợi hiện tại nó cũng đồng nghĩa với việc là các bạn có phải cạnh tranh khá là lớn. À, điều này đòi hỏi các bạn phải tự trao dồi kỹ năng, tự trao dồi kiến thức mới có thể theo kịp với thời đại. Nói chung trong ngày hôm nay thì gì nhờ có những cái tiến triển tốt đẹp trong công việc và nó cũng sẽ hứa hẹn cho các bạn cái thu nhập vẫn được tăng đều tài chính thì vẫn được đảm bảo à, các bạn nên tập trung phát triển cái sự nghiệp ở cái thời điểm này hơn là ôm đồm quá nhiều cái mục tiêu kinh doanh ngoài cái sức mình kẻo cuối cùng lại bỏ lỡ dở hết tất cả thậm chí là bị thua lỗ nói chung ấy những người tuổi mùi trong thời gian này có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn năng nổ kết giao mở rộng cái mối quan hệ hợp tác kể cả trong công việc tìm kiếm người yêu mới cho mình cũng vậy à, các hoạt động đội nhóm cũng sẽ hứa hẹn đem về cho các bạn những cái mối quan hệ như ý vậy nên để gia tăng cái vận may về tình duyên tài lộc cho mình thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tâm hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân à, vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong cái ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch ngày ất hợi thì không ai khác đó chính là những người tuổi tý à, thưa quý vị à, những người tuổi tý thì được cục diện là hợi tý sửu là tam hội bên cạnh đó trong ngày hôm nay thì những người tuổi tý lại được gì thiên ấn nó độ mệnh nên là con giáp này có tiếng nói ở cơ quan Đặc biệt là những người làm quản lý, những người ở cấp cao ấy. À, Trong ngày hôm nay hoặc là thời gian tới thì dễ có tin vui liên quan đến cái chuyện là xin việc hoặc là thăng chức hoặc là tăng lương à, Thêm nữa, cái mặt tình cảm thì cũng không có chuyện lớn xảy ra trong cái thời điểm này Do là gì? Túy thì hợi thủy nó nó thì hòa Cái điểm đơn khăn nhất của những người tuổi tí trong ngày hôm nay là biết ăn biết nói, biết đối nhân xử thế nhiều người cũng được mời đi ăn, đi chơi, nhưng mà gì vẫn biết tìm cách để để đáp lại à, thêm nữa công việc hay không cái tình cảm thì nó cũng thuận lợi vậy nên con đường tiền bạc của những người tuổi những người tuổi tý cũng được ổn định thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính bên cạnh đó một vài cái thông tin tích cực trong chuyện tiền nong nợ nần cũng sẽ xuất hiện trong cái thời gian này vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc Chọn đời cho những người tuổi tí. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư không ai khác đó chính là những người tuổi xíu. À, quý vị thân mến, Nói chung ấy, trong ngày hôm nay ngày mùng 3 tháng 2 lịch ngày Hợi thì những người tuổi Sửu thì có thiên tài nó chiếu mệnh. Nên là những người tuổi Sửu sẽ thấy công việc của mình làm sẽ nhanh nhẹn hơn mọi ngày và hay là có những cái cơ hội trúng thưởng hoặc là những cái may mắn bất ngờ. À, tuy nhiên, quý vị đừng muội vội mừng quá sớm. Nếu không biết cách tiết chế bản thân thì lộc lá nó cũng sẽ ra đi rất nhanh. Thêm nữa, trong ngày hôm nay may mắn được cùng diện tam hội là hợi tí xỉu nó trợ mệnh. Vậy nên, cái tam hội nó chỉ đường dẫn lối Nó sẽ giúp cho những người tuổi sửu biết cách đối đãi với những người ngoài và người nhà một cách là khéo léo Thời gian này thì các bạn cũng hay được mọi người thầm khen là có duyên Nên là ai cũng muốn làm quen với các bạn Bên cạnh đó, hơi tiếc một chút là những người tuổi sửu gặp cuộc chuyện là gì? Xỉu thổ khắc hợi thủy Vậy nên cảnh báo con giáp này cũng cần phải cẩn thận trong chuyện tiền bạc xe cộ Kẻo bị mất cắp mất trộm Đi đâu xuyên xa thì cũng nên để ý một chút đến ví tiền của mình nhé À, vì vậy để bảo vệ cái tài sản của mình cũng như để mang lại cái may mắn tài lộc thì những người tuổi sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị rộng sửu để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi sửu đó là con giáp may mắn thứ tư Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm thì không ai khác đó chính là những người tuổi thìn. À, thưa quý vị, nói chung ấy trong cái ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch hợi thì những người tuổi thìn nhờ có chính tài nó trợ mệnh nên là những người tuổi thìn sẽ gì có được vì cái may mắn chủ yếu đến từ cái công việc chính mà các bạn đang làm chỉ cần các bạn kiên định với công việc hiện tại không đứng núi này trong núi nọ thì mới có lộc làm ăn à, không chừng còn được tăng lương tăng thưởng nóng hoặc là gì có cơ hội được gì bước lên những cái vị trí cao hơn à, nói chung ấy, những người tuổi mùi thì cũng nói chung những người tuổi thìn trong thời gian này thì cũng gặp cục diện là ngũ nó xung khắc vậy nên là quý vị cũng phải để ý đến cái lời ăn tiếng nói của bản thân một chút đặc biệt là trong cái chuyện tình cảm không ai trên đời này là hoàn hảo 100% ngay cả với chính bản thân mình à, có lẽ các bạn đang quá kén chọn trong việc tìm kiếm nửa kia nên là hiện tại vẫn còn đang cô đơn gối chiếc thêm nữa về mà tiền bạc thì cũng khá là chật vật một chút trong thời gian trước. Nhưng mà bây giờ các bạn đã cảm thấy là gì? Dễ dàng hơn mọi khi. À, mặc dù là tiền kiếm dễ đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn mà vung tay quá chán cho những món hàng không cần thiết. À, và không tính toán cẩn thận thì cũng rất dễ bị cháy túi. Vậy nên để bảo vệ cái tài sản cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn cho mình. Thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân thân tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó là con giáp may mắn thứ năm. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày mùng hôm nay, ngày mùng 3 tháng 2 lịch ngắn hợi thì không khác đó chính là những người tuổi ngọ À, thưa quý vị nói chung ấy trong ngày hôm nay ngày đất hợi thì con đường sự nghiệp của những người tuổi ngọ có lộc lá vây quanh do được thực thần nó nâng đỡ à, các bạn làm kinh doanh buôn bán thì lại cực kỳ là đắt khách à, may mắn hơn thì cũng sẽ tìm được những mối làm ăn lớn nhập hàng rẻ hơn trước rất là nhiều à, bên cạnh đó các chuyên gia tử vi tâm học cũng cho biết trong ngày hôm nay thì tiếc rằng này, gặp không diện là thủy hỏa nó xung khắc nên là nó cũng cho biết vận trình tình cảm của những người tuổi ngọ thì là đi xuống. Con giáp này hay bất đồng quan điểm với cha mẹ anh chị em, ruột thịt, thậm chí là cả vợ chồng của mình nữa. Thời gian gần đây cũng thấy khó chịu với cả bạn bè vì có vài người chơi không đẹp. Nói chung ấy, đầu óc của các bạn dạo này cũng khá là căng thẳng vì tiền bạc. À, những người tuổi ngọ cho người ta nợ tiền nhưng mà khi đòi lại cũng sẽ khó như là hái sao trên trời. Vậy nên, việc gì các bạn cũng cần phải tính toán chi ly kỹ càng một chút và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ sáu. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn trong ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch nghế thợ. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những con giáp may mắn sau đây. À, một là tuổi dần, hai tuổi mùi, ba tuổi tý bốn tuổi sửu năm tuổi thìn và sáu là những người tuổi ngọ. Đó là sáu con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Để Ờ, trong cái ngày mùng 3 tháng 2 Dễ thu được bạc tỷ trong tay à, Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Quý vị đừng quên đăng ký kênh Và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị Trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn